Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và theo dõi bản tin Hòa Thịnh Đốn SBTN Washington DC. Quý chào xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tin Hoa Kỳ. Bốn người bị bắt về vụ đánh người rồi phổ biến trên Facebook sẽ bị truy tố. Cảnh sát Chicago cho biết sẽ truy tố bốn người mà cảnh sát nói là đã đánh đập một người đàn ông bất tỉnh và phát sóng trực tiếp cuộc tấn công giả mang này trên Facebook. Giám đốc cảnh sát Chicago Eddie Johnson cho biết nạn nhân là một người dân ở ngoại ô Chicago và có những thách thức về sức khỏe tâm thần. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư, ông Johnson gọi cuộc tấn công và video này là bệnh hoạn. Ông Johnson cũng nêu lên câu hỏi tại sao lại đánh người tàn nhẫn vô nhân đạo như vậy. Trong khi đó, chỉ huy trưởng ty cảnh sát Chicago Kevin Duffin cho biết, nội trong vòng 24 giờ họ sẽ bị truy tố. Video trên Facebook Live được truyền đi bởi những kẻ đánh ông cho thấy ông sợ co rúm ở một góc và miệng bị bịt bằng băng keo, trong khi những kẻ tấn công ông ta, ít nhất một vài người là người Mỹ da đen, cười hả hê, ngạo nghễ và buông ra những lời nhục mạ về người da trắng. Một trong những người tấn công nhắc đến Tổng thống đắc cử Donald Trump để khiêu khích người này. Đoạn video trên Facebook này đã được phổ biến một phần trên CNN và các đài khác. Tòa công bố đoạn ghi âm cứu điện thoại khẩn cấp 911 trong vụ thảm sát tại nhà thờ cổ ở South Carolina. Quá phụ của một sư, một người nằm trong số 9 người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Dylan Roof tại nhà thờ lịch sử của người da đen ở South Carolina, hôm thứ Tư nói với bồi thẩm đoàn liên bang rằng bà nghe thấy tay súng nói trong cuộc tấn công đầy hận thù rằng anh ta không bị điên. Bà Jennifer Pickney cho biết bà cùng con gái 6 tuổi trốn dưới gầm bàn khi Roof nổ súng trong phòng bên cạnh tại nhà thờ Emmanuel African Methodist Episcopal Church ở Charleston, nơi chồng bà, mục sư Clementa Pickney và các giáo dân tập trung trong buổi họp kinh thánh ngày 17 tháng 6 năm 2015. Bà Pickney cho hay bà nghe thấy Roof nói: "Tôi không bị điên, tôi phải làm việc này." Trong phiên tòa trước đó, bị cáo nói với các bồi thẩm viên rằng anh ta tự bào chữa vì anh ta không muốn họ nghe bất kỳ bằng chứng tâm thần nào nhưng khẳng định anh ta không bị bệnh tâm thần tháng trước bồi thẩm đoàn này xác định roof phạm 33 tội thù ghét liên bang dẫn đến cái chết cản trở tôn giáo và các tội liên quan đến vũ khí roof cho biết anh ta không gặp vấn đề nào về mặt tâm lý nhưng không nhắc đến tội phạm hay tư tưởng phân biệt chủng tộc mà các công tố viên cho là nguyên nhân dẫn đến vụ thảm sát. Trong phiên tòa, Roof cũng không nói anh ta có muốn sống hay không, cũng không hỏi câu nào về bà Pickney khi bà ra trước bục nhân chứng. Thẩm phán Richard Gordo hôm thứ Hai tuyên rằng, Roof đủ năng lực tâm thần để ra tòa xét xử và tự bào chữa cho anh ta. Mưa, tuyết và băng giá đang bao phủ miền Tây nước Mỹ và sẽ kéo vùng Trung Bắc Rocky Mountain. Một cơn bão lớn đang bao trùm toàn miền Tây Hoa Kỳ với những trận mưa lớn và tuyết rơi ngập vùng núi Sierra. Tuyết lớn ở vùng rặng núi Sierra ở Bắc California khiến cho nhiều xa lộ bị đóng. Dự báo thời tiết cho biết trận bão sẽ kéo tới vùng Trung Bắc và rặng Rocky Mountain trong cuối tuần này. Website accuweather.com cho biết khác với trận bão ở miền Tây, chỉ tập trung ở miền Bắc California và miền Nam Oregon. Ảnh hưởng của trận bão trong cuối tuần này sẽ đáng kể, rộng lớn và kéo dài. Nhà khí tượng Brett Anderson của AccuWeather giải thích, trận bão cuối tuần này sẽ là trận bão cuối trong một loạt các trận bão lớn đổ vào vùng bờ biển miền Tây mùa đông năm nay.